Good morning đại gia đình. Hello baby. Hello baby. Châu này bệnh nè. À, bữa nay hôm nay bác xin giới thiệu làm cái sốt mà vợ ăn COVID á. Vợ bác có hứa đại gia đình để bác chia sẻ lại đó. Hôm nay bác sẵn ở nhà làm lễ Mother Day nè, lễ mẹ nè. Bác làm cho đại gia đình coi luôn ha. Mình thấy này quay phim nó dễ hơn. Chứ còn nói không hiểu đâu, nói nhiều lắm. Viết nấy viết không nổi đâu, viết đánh chữ đánh nổi nè. Đó bác xài là hiệu hiệu bơ này. Cái bơ này nó có muối, nếu đúng mà xài hai hũ á thì nó sẽ mặn, mình xài một hũ rưỡi thôi, rồi xong mình đổ cái bơ này vô thêm cho nó lạc nó bớt. Thì nếu anh em nếu mà thích làm bơ thường á thì lấy bơ này cũng được, làm như làm bơ bơ nước á, lấy bơ đó làm cũng được nữa. Mình có thử nhiều thứ bơ lắm rồi, có thấy bơ này ngon nè thì mình cứ thử đi, cái nào ngon mình làm hay không. Đó bây giờ bữa nay bác mình xài bơ này ha, hai hũ bơ này ha. Hũ bơ này nhiêu đây, nó là 45 ao, nó 2 phao ăn hũ á, hai hũ bơ này ha. Thì mình xài dùng OB, OB là này nè, OB là này 6 ao. Đây giờ mới chữ OB ha, cái ao chứ nè, để 6 ao. Thì thằng này xài bao nhiêu ao thì cái bột tỏi này nè, đây là bột tỏi mình mua đồ của Luciana hết ha. Đó để ra lịch của Luciana nha, bột tỏi này hiệu OP nè, rồi dầu ăn nè, mình chuẩn bị nè, dầu ăn nè, bơ này tỏi nè, cái này là nước luộc, bữa nay bác không xài, chỉ với đại gia đình luộc luôn nha. Đại gia đình luộc thì chịu khó lên mạng chỉ đi, tại bác không có dám chỉ mấy cái này không, tại nhiều lúc mình không dám luộc nó mà đi chỉ người khác luộc nó cũng như không, cái này gia đình hiểu không. Còn này là ớt chili pepper. Cái ớt này nếu mà đại gia đình xin á, có ai mà đi làm trong cái tiệm GoFit á, có mua đồ của nhà hàng á mới có được, mình phải xin nó mới ngon, thấy không, chứ mua ngoài chợ không có đâu. Cái ớt này chili pepper ớt không có. Đó, bắt đầu là công thức ha. 6 ao này thì cứ một thứ 6 ao, ngũ OSB 6 ao thì ổi. Cái này là quan trọng nhất nè. Cái này cái test riêng của mình bắt ở ngoài không có đâu. Nhưng mà hôm nay bác chia sẻ là tại bác tính mở nhà hàng bác không mở đó. Nhưng hôm nay bác chia sẻ là ha, nấu nhà ăn chơi ha. Thằng này nó có 4 ao 6 à thì mình đổ xoay đủ 6 ao luôn. Cứ OSB 6 ao, bột xả không nghe đừng có người gì nha. Bột xả 6 ao. Tỏi này 6 ao. Tỏi khô nha, 6 ao. Tỏi tươi này á là 4 tới 5 phao. Để bác coi cái hũ này bao nhiêu phao đây. À quên sorry, 5 tới 6 phao chứ, càng nhiều càng good. Nè này 5 phao nè. Đó bác hũ buông hũ luôn á, 5 phao. Càng nhiều thì càng good, nó thơm chứ không có chân á. Bác nghĩ chắc không tới 5 phao đấy, chừng 4 đúng rồi, cả lấy 5 phao đi. 4 phao rưỡi cũng được nữa. Tại thường bác làm bằng cái nói chung nó nhiều là nó ngon à, cái tỏi này nè. Rồi lúc mình bỏ bơ vô nóng á mình mới xài dầu ăn. Cái này á, dầu ăn này á theo bác thấy anh em thích xài cũng được, không xài cũng được, nhưng mà bác thường hay xài nó lắm, khoảng chừng 1/4 ga lông thôi, làm nó ngày á mình dễ ăn hơn, thấy không, nó ngon hơn. Và đặc biệt nhất là cái ớt chili pepper nè, cái ớt này nè, cái ớt này ngoài chợ nó không có bán, mình mới biết kiếm cái tiệm nào quen ai mà làm GoFit á. Nhưng bác có quen nhiều người làm GoFit đó, bác xin ông anh ở bên Luciana đó, bác xin ông cho lần bịch á, có phao xài lâu lắm. Nếu không có thì mình xài ớt này cũng được, nhưng mà ớt này ăn vô á nóc nhà bác nói nó bị nhám á, như là không có cay đâu, không có cay bằng này. Cái này nó làm mình ngày mình ăn hoài à. Và hỏi tại sao mình nấu không bao giờ bằng nhà hàng được là gì? Nhà hàng nó supply đồ bằng từ cái chỗ nhà hàng nó supply lại, nó bán cho người là người bán thì nó phải ngon hơn đồ ở chợ rồi. Với lại cái này nữa nè, này là đồ luộc. Để lát bác chia sẻ cái luộc sao đi. Hôm nay bác cũng làm một món luộc, nhưng mà bác luộc đồ thường thôi, bác không có xài GoFit nhiều lắm, bác xài có mấy phao à để cho đại gia đình coi á, chứ là nóc nhà bác thích ăn á. Ok, giờ bác múc đổ đồ vô đây ha. Cứ mỗi một cái là 6 ao ha. Trời ơi, trời nó cay quá trời cay. Cái bột xả này nó 4 ao 6, đại gia đình xài một hũ cũng được đó. Ai thích cái mùi đậm thì xài thêm
ngao rưỡi nữa. Còn đây là bột chê, ớt chê nên biết bờ nè. Tại đừng muốn cay thì quốc 2 muỗng. trời ơi, chết. Nồng lắm. Đây đừng nhớ nha, mấy cái này mua là mua ấy nha. Mua ở ở ở ở, ở tiệm của Luciana nha. Còn đấy bắt muốn cay nữa, bắt thêm miếng này, nửa muỗng nữa nè. Đó, ok. Rồi còn cái này là bột tỏi, tỏi tươi, lá bắp xay nhuyễn ra. Trộn chung ha. Trời cay quá chưa nổi. Để gia đình xay nó nhuyễn nhuyễn cái này được rồi nè. Đừng có nhuyễn quá. Nhuyễn quá không ngon đâu. Ở đây gia đình xay nếu mà tỏi mà chưa có lột vỏ đó khoảng 5 phao. Cái hũ này 5 phao nè. Nhưng mà nó bắt xay ra một tô rồi thấy không? Nó xay những cái này được rồi nè. Thì khoảng 4 phao á, nếu mà là tỏi lột sẵn là 4 phao, mà tỏi chưa lột thì khoảng 5 phao. Hơn tô nữa. Tỏi càng nhiều càng ngon nha. Khi mà mình bỏ bơ vô, bỏ tỏi vô đó mà nó không có vị mùi thơm á là hư rồi đó nha, phải làm lại, phải bỏ thêm tỏi. Ok, giờ bắt lò lên ha. Bắt đổ xíu dầu vậy ha, cho nó chán cái tách chảo á. Ai không thích ăn dầu không bỏ cũng được, nhưng mà bác thấy bỏ nó ngon hơn. Nó làm cái mùi mình nó ngày mình phái ăn hoài không. Rồi cứ bỏ bơ thôi, vậy thôi. Cho tan hết rồi đổ tỏi vô. À, bỏ bơ vô, bơ nước bác chưa có bỏ nè. Bác chỉ mới bỏ cái bơ hũ rưỡi bơ kia dầu thôi đó. Giờ mình chờ cho nó sôi lên xong bỏ tỏi vô thôi. Thì tại bác sợ cái bơ hũ nó mặn. Bởi mình mới kiềm cái bột bơ nước thêm cho nó lạc hơi bớt. Bắt bỏ tỏi vô rồi nè. Bây giờ cứ trộn vào trong lại cho nó tỏi nó thơm. Nếu mà nó không bốc mùi thơm á là nó sưng ron rồi đó, nó hư rồi đó. Tại nhiều lúc tỏi bị nông nước á, mình làm không có thơm đâu. Bác nghĩ tỏi như đây là quá ngon rồi, đủ rồi. Là nó sôi lên. Lúc mà nó sôi lên xong, để lúc này để lửa lớn được. Nhưng mà lúc mà đổ cái bột vô kia vô á, để dưới nhỏ thôi. Thì nó khét á, nó sẽ bị đắng á. Mấy cái bột hồi nãy mình trộn lại đó. Ok, chờ ha, chờ nó sôi ha. Trong khi thời gian chờ đợi mà tỏi nó sôi á, mình xài chanh nha, ăn đồ biển nhớ xài chanh vàng nha, không xài chanh xanh nha. Xài 2-3 trái thôi, tùy theo nhiều lúc á. Mình bỏ nhiều quá nó chua lét, ăn không được đâu nha. Bỏ vừa vừa thôi. Nó thử nó thơm không? Nó thơm rồi đó, nó mùi vị nó thơm rồi đó. Lúc này mình để lửa lớn được nha. Nhưng mà lúc mà bỏ cái bột khi vô đựng cái độ lửa lớn nha, nó khét á. Bỏ lửa riu thôi. Nấu càng lâu, nấu càng chân cỡ chừng nửa tiếng á. Nửa tiếng hơi nhiều, 15 phút á, 20 phút á. Nấu khi nào mình đừng cho nó sắc nhiều quá, nó sẽ đắng. Đây là cái bột nãy bắt cái làm xong rồi bắt trộn sẵn rồi nè. Đó. Đấy không? Trời nó thơm lên á, vậy. Nó phải vậy mùi thơm mới được. Đó, nó thơm rồi đó. Nhiều lúc mình bị mà tỏi bị nóng nước á, mình làm nó không thơm đâu. Chờ một xíu đi cho nó sôi, chứ nó tỏi càng lâu càng tốt. À, bây giờ bắt đổ cái bột này bắt trộn lại nè. Bột đổ vô. Trời. Yeah. Để đổ vô nha. Rồi hạ lửa. Lúc này lửa càng thấp càng tốt nha. Để lên ấy nó sẽ khét á. Mình để lửa riu á cho nó cứ sôi hoài, nó sôi. Thì nó sẽ sắc xuống, sẽ sắc cái này xuống. Thường bác xài lò ở dưới basement á, lò khè á. Nhưng mà bữa nay bác không có muốn xuống dưới, bác làm cái trên này. Cái này nó bác thấy nó hơi bị đặc rồi đó, lát mình đổ miếng bơ nước vô. Để mình kiềm nó lại, mình hãm nó lại cho nó vừa á. Màu là ok. Đại gia đình nhớ nha, phải có bột xả nha, không bột xả không có cho mùi vị mình muốn đâu. Với lại ớt chili pepper, dán đi xin mấy cái tiệm á, có anh em nào quen á, mình xin á, thấy không? Hay mua lại cũng được. Đó, mình nấu cái này khoảng chừng 15 phút á. Đừng cho lâu quá, nhớ đừng để cho nó khét sẽ đắng. Đại gia đình nhớ được rồi. Đó, cũng ra mùi, cái màu thấy không? Ờ, giờ nó chưa có tan hết đâu. Bây giờ bắt đầu mở lửa lên lại nè. Mở lửa nhỏ thôi, càng nhỏ càng tốt nha.
riu riu thôi, nhỏ lớn rồi nè, xuống nhỏ xíu nữa, đó, xíu rồi, nó sôi nè, chà, nó chào, son này bắt xài hơi nhỏ à, thường xài lấy cái son lớn thật mình thoải mái hơn, mình trộn nữa, không sợ đổ ha. Rồi nhớ chanh đó nha, đây đừng nhớ bỏ vô ít thôi nha, giống như một dĩa như nè mình xài được tới 35 phao đồ biển lần á, vo phít hay là đồ biển luộc gì á, đây bắt làm cái đồ bắt có mua mới đồ luộc tôm luộc nè, xíu vo phít nè, bắp nè, xo sệt nè, trứng hột gà nè, mình thích cái ăn gì thì mình bỏ đó vô à. Với lại đại đình nhớ nha, mấy cái đó thì mình luộc bằng cái sốt lúc sốt coi phía được, nhưng có trừ một món mình không có luộc sốt coi phía được nha, cái đó là cái con cua hoàng đế mà trong đá đó, loại cua con kinh khoáp cũng gì nữa, con mà chân dài đó mà trong đá đó, đại đình nhớ nha, đừng có luộc cái nước sốt luộc coi phía nè, nó mặn á, đắng luôn á, ăn được đâu, mình luộc bằng nước lạnh á cho nó nhả bớt. Đó, đây mình thấy da màu rồi chưa, này nó hơi đặc rồi nè, nó cứ đứng trộn hoài á, không cho nó khét nha, mình mà nấu ít quá đó, mình niêm vô á là mình nghe cái miệng mình nó có cái mùi bột, còn mình nấu lâu thì nó đắng, bảo mình nấu canh gì dừa không 15 phút rồi, đứng trộn như hoài nè, rồi xong rồi ai muốn ăn cái gì niêm nấy, nó không thích ăn mặn ngọt lạc hay đó, để bắt thử coi, nó mặn không, không, má nó cay. Cái này là cay dữ lắm, bắt bỏ tới 2 muỗng rưỡi ớt. Đây đại gia đình nhớ mua coi chừng lộn cái tỏi nó có ớt muối nha. Bữa không bắt làm lần ăn được luôn á, bỏ luôn á. Không để ý á, mua cái hũ tỏi khô á, nó có muối trong á. Niêm không được. Rồi đổi thừa qua mấy người này mấy người kia có muối, vậy lắm bắt lấy miếng cái miếng bột tỏi á, bằng nếm thử, trời bằng chát, nó có nhiều bột tỏi có muối lắm. Nó cái này là lạc rồi nè, mình muốn ăn thêm nêm mắm nước mắm hay là đường bột ngọt thì nhiều vô là ngon. Đây là thấy đã không, cài lắm á. Đây đừng nhớ làm sao làm, nhớ kiếm chili pepper, cái loại đang rất là ngon, nó làm ngay á, mở mình vô tiệm tại sao nó bán ngon hơn ngoài là gì đó, nồng dầu nó muốn lên mặt ở đây được, thấy không, nó muốn lên mặt rồi đó, là ngon rồi đó, đó dầu lên rồi, thấy không, bơ lên rồi. Để bắt đổ thêm miếng bơ nữa, miếng bơ cho nó lỏng ra bớt xíu nữa, đó bơ này mình xài bơ nào cũng được, thấy bơ nào ngon thì mình xài thôi, đổ miếng bơ dầu cho nó lỏng nó bớt nè, nó lỏng á, còn không á thì mình xài xài ấy cũng được đó, mình xài gì dầu ăn cũng được đó. Dầu ăn này nó sẽ ít á, đúng là sẽ 1/4 ga lông, phải cho nó lỏng cái nước này ra mới ngon, không không lỏng á đặc quá không ngon đâu. Chảo này hơi nhỏ, nhiêu đây á là ăn không hết đâu, giống như mình xài chừng 10 phao đi, 20 phao đồ biển đi thì mình đổ ra một nửa thôi, còn nửa đó mình lấy cái hũ á, mà nhớ cái hũ đi dành á, đừng có bỏ chanh vô nha, bỏ chanh vô á mình để lâu sợ không được á. Chứ mình mà làm xong cái nào mà chưa ăn á đừng bỏ chanh vô, niêm sẵn để nó sẵn luôn, khi nào ăn hay bỏ chanh, để được 6 tháng luôn á, có bỏ tủ lạnh á 6 tháng luôn á, ra ăn không sao, 6-7 tháng không sao, cái này nó không có hư đâu, nó còn đặc nữa, cho miếng bơ nữa, nó chào quá à. Thường mình không thích bơ nhiều thì mình xài dầu ăn cũng được, mà bác theo kinh nghiệm của bác đó, bác làm là bác xài cái hũ bơ này nè, nó lại ngon nha, thơm lắm, không thơm phức à. Còn những lúc mình xài cái bơ lạ vô mình không quen á, nó không thơm. Đặc biệt là như đây gia đình nhớ là phải có cái chili pepper, bác nhắc lưu hoài đó, xài ớt ngoài không ngon đâu đó, vậy thôi, vậy là xong rồi đó. Giờ nêm bỏ chanh vô, nếu mà ăn hết thì bỏ chanh một lần, còn không thì đổ cho một nửa đi, rồi xong rồi mình bỏ chanh vô sao, phải không, nó lỏng này nè, nó còn hơi đặc một xíu nè,
anh em không thích ăn dầu thì ăn bơ thôi cũng được, không sao đó, vậy đó, đó. Gần nãy 15 phút chưa thì niêm lại cái đó, bây giờ bắt đầu niêm ha, nó vừa đó, giờ mình niêm được đó. Đường bác không có xài bột ngọt, bác chỉ xài có bột gà no không à, loại bằng thảo dược á. Trời má, này cay, cái này phải cay mới ngon, đồ biển ăn phải cay. Giờ niêm thôi, giờ tự ý thôi, mình muốn niêm ý mình thôi, muốn niêm sao niêm à. Giờ mất múc ra bớt nè, nó nhiêu đây là khoảng 15 phao. Ok, này là nửa đó, nó có ba mấy phao, 35 phao rồi, lấy 15 phao múc bớt, không muốn nó đâu, xài dư ổn lắm. Ừ, với lại mình cũng phải để cái chén sốt ở ngoài á, muốn cái chén ngoài, ai muốn thích chấm thì chấm ở ngoài, còn không thích chấm thì nó thấm vô trong mà ăn luôn ở trong. Có nhiều người thích chấm cái này lắm. Cái này lấy cánh gà đó mình chiên lên, chiên cho nó giòn lên xong á, chín cái gì mình bỏ vô bình ni lông hay bỏ vô cái tô gì đó, múc cái này mình đổ vô mình xốc lên ăn cũng được đó. Ăn cánh gà chiên nó ngon lắm. Ok, để bắt bỏ chanh vô đây nha. Nó vỏ, cái chanh á mình không cần cái ruột nhiều đâu, cần cái vỏ này nè, nó thơm nhờ cái vỏ. Nó cứ bỏ vô nè. Nó chín á, lát mình ăn nghe cái mùi thơm đã lắm, còn không có chanh ăn kỳ lắm, phải có chanh nha. Cam cũng được, cái vỏ cam cũng được, nó xíu mà đừng bỏ nhiều quá, nhiều quá nó chua nha, cái kỳ hổm bắt bỏ quá trời nó chua lét. Có tùy theo trái chanh á, mình thử trước nó chua, loại chua hay không chua, bởi vì mình biết không biết xài là bao nhiêu trái hay không đó, vậy thôi đó. Giờ đồ biển xong là cứ đổ vô thôi, phải đang bắt nước làm đồ về biển nè. Hôm nay bắt làm kha lộp, cái này là cục thịt con lem kha lộp á, với tôm, lại mực. Mực thì mình cũng xài mực nào cũng được nha, tại lúc nhà bác thích ăn mực này nên bác làm mực bự này nè, con mực bự á, sắc nhỏ nhỏ và luộc thôi. Mấy này luộc có cái sốt á, luộc cũng được, luộc cái loại mình để luộc luộc Louisiana đó. Đó, mình xài cái bịch này nè, bác xài cái bịch đồ luộc của Louisiana để trim khắp nữa không, luộc không, nước sôi đổ vô. Cái bịch này sau lưng nó có công thức đó, nhưng mà bắt luộc này bác không có cần, tại mình ăn cái sốt á, bác làm cái sốt á, bác chỉ luộc cho nó có cái mùi gia vị sơ sơ thôi, thấy không? Chứ còn anh em nào mà xài bằng luộc không á rồi ăn luôn á thì mình phải luộc kỹ. Còn như bắt á là bắt luộc này sơ sơ thôi, rồi xong rồi bắt với trộn cái sốt nữa, cho nên mình không, cái nước này không quan trọng lắm, thấy không? Chỉ luộc đừng cho nó tanh thôi. Nhớ là đừng bao giờ luộc con cua king crab, là con cua chân dài, với lại con cua con king crab là con cua bự mà đông đá, với lại con cua kinh pháp, con cua dài đông đá nó mặn đó nha. Này luộc đầu tươi thôi thì ok, nhưng đồ đông đá nó mặn á, nó có muối á, luộc ăn được đâu. Bữa bắt luộc một lần á, trời ơi mặn chát mặn đắng là thôi ăn, chỉ trừ hai cái món đó thôi, còn mấy kia đều luộc xuống đây hết, so sệt bóc thì luộc đây hết đó. Nhìn hấp dẫn không, bắt luộc xong rồi đó, giờ bắt đổ ở trên nha. Đây nha, một tray như vậy là 5-6 người ăn đâu hết nổi. Ok, giờ mình bỏ trứng vô. Lấy trứng bỏ vô. Nhớ tên kêu mà ấy ăn đi. Bận làm rồi. Đó, bỏ trứng vô ha. Rồi xong rồi mình lướt sốt nãy đó, mình hâm cho nó sôi lên, đổ lên thôi. Đó, bây giờ mình đổ nó qua thôi. Thường thường có bịch ni lông á, mình xốc đó. Còn mà ở nhà mình ăn không cần màu mè mấy đó đâu. Đó, đổ vô. Múc đổ lên, mình thấy đúng mình làm lấy cái bịch ni lông á, bỏ vô cái xô mình xóc nó đều hơn. Còn không mình bỏ vô đây lát mình lấy đồ mình xóc cũng được, mình lại trộn cũng được, nó không sao. Cái lò này là cái lò ở chỗ mấy chỗ bán mà để ngồi mình ăn lận phao đó, lò mắc tiền á. Còn mà là mua mà loại mà à, bán rẻ đó thì họ nấu không có sốt này đâu, sốt là lỗ chết. Họ nấu thường nó không có sốt này. Nếu mà có sốt này mà bán có chừng 7-8 đồng, 10 đồng thao lỗ sạch máu. Chia đều ra. Lấy hai chén này. Múc cho hai chén.
Ai mà không muốn, ai muốn ăn đậm đà thêm nữa thì chấm vô chén này, thấy không? Đó. Có nhiều người rất thích ăn bơ nhiều. Người người Mỹ họ ăn bơ với lắm, ăn đồ biển họ ăn bơ nhiều với lắm. Cay lắm á, nước này rất là cay á. Đó, giờ mình trộn luôn ta, lấy hai cái sẻng á trộn luôn. Đây hào nè, hào với lại tôm hùm á, bác mua bữa hôm qua. Hào ở đây á, họ lấy trên men xuống là trên New York á, họ về đây họ bán là 2 đồng 60 cent con á. Nó bắt đi chợ, đi chợ hôm qua về mới làm kịp thôi, chứ còn mà hôm nay đi chợ không kịp đâu. Nó giờ vô luộc thôi, tại lễ mấy bà mẹ mà làm cho mấy bà mẹ vui thôi. Đây thịt bò, chờ ông bà già bắt qua, ông bà nội qua, với lại bắt hai trai bắt hai gái. Bữa nay anh Sơn anh không qua ở đây, anh về dưới à. Nhà bác có 3 anh em trai à, anh Sơn là đại đình biết rồi. Rồi bác hai em trai chắc đại đình không có, bác có quay một lần, thấy ông ngoài tiệm thuốc á. Ông có tiệm thuốc Tây là tiệm kiến ở đây nè. Làm kiến cận rồi đó. Và hôm nay là ngày lễ mẹ đó, bác xin chúc toàn thể đại gia đình có một ngày lễ mẹ thiệt là đầm ấm ha, vui vẻ với gia đình ha. Bác cố gắng bác chạy về sớm là cũng là dán để làm cho mấy người già như bà ngoại nè. Rồi đó, ngoại nội đồ, mấy người mà làm mẹ đó như vợ bắt rồi đó, góc nhà đó. Được một ngày lễ cho nó vui chứ không có gì đó. Hơn nữa là ba với mẹ bắt giờ tuổi cũng lớn rồi đó. Thời gian ở bên con cháu không còn nhiều đâu. Nhỏ lắm mà chừng 10 năm nữa hết sức à. Thì thôi mình làm phận làm con cái, mình dán làm được cái gì cho cha mẹ vui thì cứ làm ha. Đó, nhờ bắt dán chạy về là đó, thành quả xong rồi. Chút xíu nửa tiếng nữa ông bà nội với bác hai qua rồi ăn thôi. Mình lại bắt đi làm bận quá đó, ít có thời gian ở nhà. Ở khi nào mà về được thì cứ dán chạy về không. Nha, mời đại gia đình nha. Và chúc toàn thể những người mẹ trên toàn thế giới một mùa lễ mẹ thiệt là vui vẻ, dễ và đầm ấm bên con cháu ha. Dạ, bác cũng xin end video đây luôn ha. Cảm ơn đại gia đình. Có bất cứ ý kiến thì xin đại gia đình chia sẻ cho ha. Ok, bye bye đại gia đình nha.